Vâng, em xin chào tất cả các bác cô chú anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2022. Em là chủ kênh Lan Rừng Cường Hiền lại lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất là nhiều các hàng mặt hàng con giống tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay đó là hai chậu 5 cánh trắng HO, phải gọi là quá đẹp luôn các bác nhá. Siêu đẹp luôn đấy ạ, quá là mập này. Vẫn đang đi ngọn các bác nhá, chưa có dấu hiệu thân ngọn. Cái kỳ này thì nó khoảng tầm 27 30 cm các bác nhá. Tất cả đều là kỳ cắt khúc ươm tự nhiên, kỳ siêu khỏe luôn ạ. Cái đơn hàng số 1 này hai chậu 5 cánh trắng HO em chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị mình với giá là 140.000 đồng. Phải gọi là xuất sắc luôn các bác nhá. Quá là đẹp luôn. HO các bác vừa chơi thân lá vừa chơi mặt hoa. Vậy mời các bác ngắm khuôn bông của bông 5 cánh trắng HO. Rất là sai hoa luôn các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Để các bác cứ sưu tầm 2 3 kỳ để các bác ghép vào một cái chậu gỗ. Đấy, sáng năm là các bác có một chậu tác phẩm HO như này luôn đấy ạ. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay cũng là hai chậu 5 cánh trắng HO. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Ngọn vẫn đang đi phà phà, chưa có dấu hiệu thắt. Đấy, cái lô HO này phải gọi là quá đẹp luôn. Lô này thì em vừa mới về hôm qua các bác nhá. Đấy, quá là to, thần thủ. Đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 140.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay, hai chậu 5 cánh trắng HO. Cắt khúc ươm tự nhiên, kỳ cũng siêu là mập đẹp luôn các bác nhé. Đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 3. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay đó là hai chậu 4 đầu 5 cánh trắng HO. Kỳ nào kỳ đấy rất là béo mập, rất là khỏe các bác nhá. Cái này các bác có thể sưu tầm về ghép tác phẩm này, làm quà biếu quà tặng, quá là đẹp luôn. Cái đơn hàng số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000 đồng. Và các bác xem ở trên video nó chưa được sắc nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một gửi qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay đó là một chậu nái 5 cánh trắng HO. Chậu này thì hai mầm gốc và rất là nhiều kỳ các bác nhá. Đấy ạ, rất là nhiều kỳ. Cái này thì về là các bác cắt kỳ trồng vào một cái chậu khác. 2 4 5 6 7 8 9 10 gì đấy. Nói chung là kể cả cái to cái nhỏ chắc là 10 kỳ các bác nhá. Đấy, hai mầm gốc. Chậu này thì mầm gốc nó đã thắt ngọn rồi, về bây giờ là các bác làm hoa luôn. Cái đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 320.000 đồng cho đơn hàng số 5. 5 cánh trắng HO. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay cũng là một chậu nái 5 cánh trắng HO. Chậu này cũng hai mầm gốc thôi nhá. Hai mầm này thì tầm 1 mét rưỡi. Cái đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 6. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay cũng là một chậu nái 5 cánh trắng HO. Chậu này cũng hai mầm gốc thôi nhá. Rất là to, rất là mập luôn. Và cái lô HO này thì nó ăn nắng nên là thân nó rất là vàng các bác nhá. Cái này phải các bác test hoa luôn. Nhưng mà tỷ lệ ra hoa thì cực kỳ là cao. Cái đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 7. Hết cái đơn hàng số 7 này là hết 5 cánh trắng HO. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhá. Em quay này nó nắng nên nó sẽ hơi bị lóa. Các bác xem thì cố gắng là theo dõi giúp em. Chậu này thì hai mầm gốc. Nó đang xuống lá rồi các bác nhá. Cái này thì về các bác năm nay ngắm hoa này, làm chậu nái luôn. Cái đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 8. Và cái dòng 5 cánh trắng Phú Thọ này thì phải nói là nó rất là dễ hoa các bác nhá. Và đây là khuôn bông của bông 5 cánh trắng Phú Thọ ạ. Rất là xa hoa, rất là đẹp luôn các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ, chậu nái luôn. Mà chậu này năm nay về các bác cũng ngắm hoa luôn. Nó đang xuống lá dần rồi các bác nhé. Thân rất là to. Cái đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng
cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay đó là 2 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Siêu mập luôn các bác nhé. Cái đơn số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 10. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay đó là 3 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. 3 chậu này thì tổng là 6 đầu các bác nhé. Đầu nào cũng rất là béo mập luôn. Đấy, rất là béo, rất là xinh. Đơn hàng số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 11. Cái này thì các bác lấy là em nhấc ra và về các bác ghép vào làm một cái chậu nhé. Bởi vì năm 2 nó phát triển rất là tốt thì cái chậu này nó nhỏ quá, nó sẽ không đủ dưỡng chất. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay đó là 2 ki 5 cánh trắng Phú Thọ. Tất cả đều là ki cắt khúc ươm tự nhiên, rất là mập. Cái đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 70.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay đó là 3 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Rất là mập các bác nhé, rất là mập đẹp, ki rất là đều nhau. Cái này về các bác ghép được một chậu siêu xinh luôn. Đơn hàng số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 13. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay cũng là 3 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. 3 chậu này thì tổng là 4 đầu các bác nhé. Còn nào rất là béo mập. Đơn số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Và hết đơn hàng số 14 này là hết 5 cánh trắng Phú Thọ. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng Đắc Côi. Cái này thì em có một chậu duy nhất. Và chậu này các bác sưu tầm là về ngắm hoa. Cái dòng miền trong này thì nó rất là hoa, nó rất là thơm các bác nhé. Rất là thơm và rất là sai hoa. Cái đơn số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Và đây là khuôn bông của bông 5 cánh trắng Đắc Côi các bác nhé. Rất là sai hoa, rất là đẹp. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay đó là một ki hồng Á Hậu cắt khúc. Ki rất là mập các bác nhé. Các bác sưu tầm về làm giống. Á Hậu năm 2 thì nó phát triển cực kỳ là to khỏe. Như hiện tại ở vườn của em đấy là đang có một chậu Á Hậu là hai mầm gốc, mỗi mầm gốc tầm khoảng 1m2 rồi các bác nhé. Thân to như ngón tay luôn. Đơn hàng số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000 đồng cho đơn hàng số 16. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay cũng là một ki hồng Á Hậu. Đơn số 17 em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000 đồng. Hồng Á Hậu. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 này cũng là một ki hồng Á Hậu đấy, rất là mập các bác nhé. Ki cắt khúc. Đây, mẹ nó còn vẫn rất là to luôn. Đơn số 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 19. Và đây là khuôn bông của bông hồng Á Hậu nhé. Một dòng hồng cao cấp. Mặt bông rất là đẹp luôn. Rất là sai hoa. Cái Á Hậu này thì nó như, cũng giống như Halo thôi ạ. Các bác vừa chơi thân lá, vừa chơi mặt hoa. Hoa thì siêu đẹp luôn các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 20. Đơn hàng số 20 ngày hôm nay đó là em có 2 chậu 5 cánh trắng anh cả. Siêu mập đẹp luôn các bác nhé. Đấy, hoa là to mập luôn. Cái đơn hàng số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 21. Đơn hàng số 21 ngày hôm nay đó là em có 3 chậu. Chậu thứ nhất là 5 cánh, à em xin lỗi. Chậu thứ nhất là chậu hồng 217 hay gọi là hồng Hòa Bình các bác nhá. Cái này thì tầm 45 cm. Cái chậu này là về các bác ngắm hoa luôn, ngắm hoa lấy mầm gốc luôn. Chậu thứ hai đó là chậu hồng Yến. Và chậu thứ ba là chậu 5 cánh trắng HO. Và cái này các bác lấy thì là em sẽ nhấc ra. Nhấc ra nhá, không gửi cả chậu vì là gửi cả chậu nó rất là nặng. Cái cước phí nó cao các bác nhé. Cái đơn số 21 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 21. Siêu rẻ đẹp luôn các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 22. Đơn hàng số 22 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng Cường Nga các bác nhé. Cái này thì em có một chậu duy nhất thôi ạ. Cái này thì nó có hai mầm gốc. Hai mầm gốc đây các bác nhé. Đấy, như năm ngoái đây, năm ngoái là nó ra hoa, đây nó ra hoa đến gần gốc luôn các bác nhá. Đấy, cái thân già ra hoa đây. Cái này nó rất là sai hoa và dễ hoa. Cái đơn số 22 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 22. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của bông 5 cánh trắng Cường Nga. Rất là sai hoa các bác nhá. Một mật bông 5 cánh trắng cũng rất là đẹp luôn.
Cái giống này thì thật ra là rất là ít bác có, chưa chưa nhiều bác có cái giống này. Nên là các bác sưu tầm chậu này là về các bác vừa làm giống, vừa ngắm hoa luôn. Chậu này năm nay chắc chắn hoa rồi các bác nhé. Chậu này là thân ngọn và đang đang xuống lá dần đây rồi. Em cũng cắt 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 nước dần dần đây rồi để cho nó xuống lá. Nó xuống lá sớm thì nó gần như tỷ lệ ra hoa là 100% luôn các bác nhé. Và đơn hàng số 22 này cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Hoặc là các bác có thể kết bạn với em qua Zalo hoặc Facebook là Lan Rừng Cường Hiền. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.